Nếu mà so mình nhìn những cái máy bay, những cái tàu ngầm, những cái hệ thống tên lửa phòng không, một những cái trang thiết bị quân sự mà so với khẩu AK và những cái trang thiết bị của chúng ta đã quen nhìn thấy từ các cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì chúng ta thấy là chúng ta đã hiện đại quá nhanh. Nhưng nếu chúng ta so thế giới thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng còn phải cố gắng rất nhiều. Không thể so một cái tivi của năm 72 với một cái tivi màn hình cong của năm 2014 được. Thế giới người ta phát triển thì nước ta cũng phải phát triển, và vì vậy vũ khí chúng ta phải hiện đại lên. Chứ bây giờ đâu người ta dùng tivi năm 72 người ta có tivi nữa. Thế thì rõ ràng là chúng ta đã có được sự quan tâm của Đảng nhà nước để mua sắm một số trang thiết bị. Nhưng tôi xin nói rằng đấy vẫn còn là rất khiêm tốn. Với một cái đất nước có cái đặc điểm địa hình, vị trí địa chiến lược như chúng ta, còn nói là quân đội hiện đại thì quân đội đang làm cái việc ít ai nhìn thấy. Cái mà quân đội tiến nhanh nhất đó là hiện đại con người, đào tạo con người, nó thích nghi với môi trường mới, tình hình mới. Cán bộ chiến sĩ của chúng ta càng ngày càng có một cái kỹ năng nó tốt hơn, càng ngày càng có nhiều sĩ quan, nhiều kỹ sư, nhiều chuyên gia tham gia vào quân đội. Đó chính là cái chúng ta cần phấn đấu vươn lên để mà trở thành quân đội hiện đại.